Rồi, chào cả nhà nha. Bữa nay Úc Thu làm món gì Thu? Là bữa nay là món gì vậy? Lương hả? Lương hấp bầu. Lương hấp bầu. Xin nè. Xin gì? Xin cái gì? Trời, mặt mày giống con già. Xẻ tay xin nè. Nhưng mà lớn mà đặt xin biết rồi. Này trọng lực em có Nghĩa mà. Cháu nội bác tư mình cái bên. Bác tư ba mình thì Út. Thấy không? Dễ thương quá à. Rồi bừng bừng thấy máy quay xẹt tay xin. Quê không cho quê. Ai là ớt đâu. Bạn câu nó cùng đầu nha, nhỏ khoái cùng đầu lắm. Nè thôi ẩm thôi. Vô nè, vô. Vô. Cụng. Trời không lo cụng lo cầm máy quay không à. Từ ngày mà cái đầu mình để vô kêu cụng đầu là quất cầm mầm luôn á. Bữa nào dụng đầu nó đau bữa sợ à. Họ vô là công việc chính đi thôi ơi. Cái này mấy đậu gồng ba mình cũng trồng quá trời luôn. Chưa có trái. Lúc trước trái nhiều lắm, nó có mùa, lúc nó ra trái là ăn không hết mà. Cho hàng xóm quá trời luôn á. Cái lúc nó đứt mùa nó không có trái chăng gì hết. Ba mẹ mình mới cắt ổi vô đó. Quần để tùm lum ở trên. Nè ổi nè. À, còn đây mấy cái bẫy gắn mình gom về chuẩn bị đi đặt á. À, thường ngày ổi thì mẹ mình ba mẹ mình á mà cắt buổi chiều một ít vậy nè. Rồi mai cắt tiếp. Chứ nếu mà cắt một ngày bạn tới chiều luôn á, tới 2-3 giờ đêm á, 2-3 giờ trưa chứ. Nắng lắm. Mẹ mình ba đang rửa chén. Như mặn mấy cá lóc ăn thêm á. Bạn nào xem clip mình thường xuyên thấy nè ha, bên này thấy bạn thấy mới có mấy ngày thấy con vịt nó bự kìa, ba con bự kê hồn không. Con vịt mình mới mua nhấp hôm bữa đó. Cưng lắm, nó vịt đẻ không á, vịt mái không á. Con nào nấy u nu lúc tối ngày mẹ mình nó ấy bầm ốc chứ cho nó ăn ăn á, bởi vì mập lắm. Con vật nào cũng vậy bạn ơi. Các bạn thì dạng thích nuôi chó, nuôi mèo này nọ thì cưng mình nhà mình thì không có nuôi chó nuôi mèo. Mèo thì tự nhiên lại có con sao đẻ. Vịt thì mình mua về mình nuôi, nó nói với cái vật nào cũng vậy, mình nuôi thời gian có cảm tình. Mẹ Thu mới bắt cái chảo lên hả? Chảo lên rồi mình hấp. À, lương hấp bầu. Trước là cá lóc hấp bầu, giờ lương hấp bầu. Cái bầu cái sắt kêu chị hai sao sắt phụ nè. À, không có để nguyên trái vậy đó hả? Dồn vô hả? Em dồn bên trong cái bầu á hả? Giống như cái lóc hồi trước bỏ vô trong cái bầu cái gì? Đúng rồi. Này hai lương nè, chập bá lửa. Lương này mình đặt chấm á. Lương mình đặt chấm với cá để Thu làm không biết nhiều clip mà nói. Quá trời luôn mà lương nguyên luôn nè. Mới thay nước vô, thay tối cho bạn khó thấy. Đó, nguyên luôn lương. Quá trời lương. Mình đặt mấy lần tại nhà nước gông á. Nước nhiều đặt lương nó chạy. Rồi em phụ cái gì cũng Thu nó phụ. Mình để giỏ rồi luôn hả? Nói gì đâu, nhỏ xíu xíu. Ừ, nó nói chuyện nó lớn chút. Nó cái này chắc nghi khoảng 40 năm, 20 năm, khoảng ba mấy 40 tuổi là thôi rồi luôn. Răng đi đầu phải rắn cái micro. Bữa nay hết lương rồi chưa tính là lương bởi vì hết tiền nó yếu quá. Lương hai con bự quá trời bự mà hấp hết à. Hấp hết không? Hả? Thấy hàng lương bự quá. Bầu giờ dưới quê đa số bán bầu nhỏ nhỏ vậy không? Không quá dạng như bầu hồi xưa. Bầu xưa trái này trái nấy cả mét. Ăn không biết nhiêu người mà ăn bao nhiêu lần mà hết. Hồi đó bầu bự bự không à. Bây giờ ta buổi hiện đại ta trồng cái bầu bự bằng chú bí. Chết rồi, hết mặt men rồi. Cái gì? Hết
Hạt nêm hả? Cà lo hả? Ừ. Chưa đầy nữa không? Sáng quay ra, sao giờ mình quay các bạn xem cảnh buổi chiều ha. Trời đang mấy ngày mới đây cũng còn đang ảnh hưởng bị bão nữa. Mưa tối ngày. Đó, trời đang thui mà. Trời vẫn mưa đang thổi lùi luôn. Tối nay mưa nữa. Đang nói chuyện mà còn gì bay mưa vô họng. Ở dưới quê các bạn thấy buổi chiều cảnh thanh bình ghê hồn không? Dưới quê là vậy các bạn, sống nói chung không có bon chen, không khí thì rất là trong lành. Chỉ có điều là cái gì cũng có hai mặt của nó. Thì tiền bạc thì không bằng như mình đi sống ở thành thị hay là ở nước ngoài. Với lại làm việc thì nói chung cũng cực khổ hơn trên thành thị nước ngoài nhiều. Dạng dưới quê có câu bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà. Nhưng mà được cái là sống cuộc sống nó thoải mái, nó không có bị gò bó giờ giấc. Dạng như dưới quê thì mình rảnh lúc nào muốn làm lúc nào đó mình làm. Còn dạng mệt mệt thì vô mình nghỉ, còn nhiều khi mình làm ở nước ngoài, làm thành thị, làm công ty đồ này nọ thì phải có giờ giấc. Không khí ồn ào. Ở dưới quê thì nói chung cảnh nó thanh bình. Mai mấy cái ổi này ba mẹ mình chưa cắt đâu, mấy cái ổi này mai mới cắt. Cỏ quá trời luôn, ba mẹ mình định xịt cỏ mấy ngày nay quá trời mưa để xịt không có được. Cái lu này lu mẹ mình bả để gạo đây nè, ủa để lúa. Sáng ở đầu là gãi vào đây nè, gãi vào cái xăng này cho mấy con gà nó ăn. Đèn lại ra. Cái kho nhà bếp của ba mình quá trời đồ luôn. Hồi tối mà khó thấy này khuất, tại trời đang chuyển mưa quá trời chuyển mưa. Xịt sâu, bình xịt sâu, máy xịt sâu, lúa, gạo, thuốc, men quá trời quá đất. Ồ, củi trái quá trời thua. Trái quá giờ em để củi vô nhiều trái kinh khủng rồi. Nãy em xuống ốc thu kêu phụ thu á, làm gì làm đi cho tranh thủ ăn tối quá. Hôm hồi trời mưa chắc mũi nhiều á. Thường trời mưa là thôi dắt trời chiều tối là mũi kinh khủng. Rửa thôi đừng dẹt không nha. Ừ dẹt hành thôi. Đây gọt hành luôn. Còn này rửa thôi không? Em để cái vỏ đó đó, tại ốc thu nó dồn lương vô trong thôi. Bởi vì đừng bỏ vỏ. Ông nước sôi quá trời chảo rồi. Em nãy cũng bắt trước. Chẳng biết luôn. Ấy không, nó mẹ đem cái sửng xuống giùm luôn. Sửng hấp á. Ớt cho anh tí nha, còn da tàu nữa nè. Ớt tớ phi à. Ớt tớ phi cho nó thơm, lấy mùi tanh. Ừ, cho thơm, khử mùi tanh. Hạt liêm với cờ lo. Hạt liêm cờ no. Cờ no. Cờ no, cờ lo. Bột ngọt mình để ít thôi. Đừng ăn nhiều quá cũng không tốt sức khỏe. Nghe nói vậy. Mất trí nhớ. Còn mình bếp gà nấu gì thôi. Ba mình mới cắt ổi vô dưới bắc tư cái bên nó mới làm hàng rào á bạn. Dạng như ăn tăng gia hàng rào xuống dưới súp bông bò dưới rồi. Kiểu như làm xong đó là đãi mấy người thợ làm đó. Dưới nhà bắc tư mình nói chung ở dưới quê này thì mấy anh em của ba mình sắp sát nhau. Nhà mình xong rồi tới nhà cô Năm, cô Bảy, tới bắc tư, rồi bên kia bắc Sáu. Lương này xào lăn cũng ngon nè. Hôm bữa mình xào. Mà tại hôm bữa xào lăn rồi. Như bữa đó hình như trên mạng có anh nào hay chú nào nhắn tin cầm câu cá lóc á, mình dính cá lóc nấu canh chua á. Lúc đó mình cũng làm rồi đúng không? Cá lóc như rồi. Như anh nhớ mày mày rồi. Bữa nay anh nấu canh chua. Ừ, nấu đổi cái cũng được.
Tại đôi khi mình làm cái clip á trùng tên á, trùng món không có được các bạn. Ờ, chuối trái hả? Một thù như cái không ăn chúa mình đang lấy mấy cái bầu nè. Có nhiều cô chú anh chị nói sao không quay bà xã mình kia phụ nó ăn này nọ, thì nói chung bà cũng ngại lắm bạn ơi. Đánh bà ngại quay phim lắm. Đầu tư video này gớm. Hôm nào đi thăm bãi rắn không? Có nhiều người kêu không ngủ rồi đi thăm bãi rắn. Chủ nhật rảnh. Với lại thăm bãi rắn cực khổ bạn ơi, đi Úc Thu đi theo cũng thấy tội lắm. Tối ngày tội ở đây tội không phải tội gì mà tội tốn tiền nước của mình á. Con ly nước có mấy. Thăm mấy cái bãi. Này mà đó vô uống nước nè, cái này. Này thấy chạy nhà ngập chú chiên hay là gì đó, tao chú chiên. Chứ đời nói. Không có gắn không tiếc, nhưng mà không có gắn thì tiếc lắm ạ. Không có gắn thì em cũng bỏ công em đi dạ. Trời ơi, tỉa cho bầu rồi. Bầu tỉa ngộ rồi. Em tỉa hai trái luôn hả? Vậy chứ trái này sao dần nó hết được. Hai trái để hết vô cái xửng trời. Ý nói em để lên cái dĩa gì? Hay để... Đúng rồi, để vô cái dĩa. Anh sợ để hai trái vô không hết cái dĩa. Cái sửng bự của mẹ bữa hết đó. Cái sửng thì hết rồi đó, cái sửng tất nhiên bự bành kia rồi, ý nó cái dĩa. Ủa tỉ mỉ quá. Em làm cho thành công lên. Ít nhất cũng phải đẹp chứ. Ngoài kia đang thông báo công ty tuyển 5.000 công nhân thôi. Ừ. Đó mới thông báo xong đó, tuyển 5.000 công nhân á. Tại nó rồi. Công ty em vô ga nhiều lắm. Vô ga như cái chợ. Công ty lớn mà. Anh đã nói em rồi, công ty lớn cỡ nào lớn ấy mà. Chế độ đầy đủ là làm chuyện nghĩ gì. Trời ơi, làm như hồi đó mình không làm công ty. Đuổi em luôn giờ. Hả? Cái này em đuổi mấy đồng nghiệp chỗ mằng gà mằng heo quay ăn mừng không? Em có làm gì đâu mà quay. Ôi trời. Đúng, phụ nữ có khác. Con trẻ con gì nghe ở nó sụt 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 hoài thôi. Mấy mèo con nó vô đây. Mấy mèo con nó vô đây quá. Muốn đi chưa hay còn dưới cái bếp này mà. Bữa đó ba con bốn con ta, lú đầu ra. Bốn con. Đẻ hoài. Không có nhà mà đẻ hoài. Mèo gió hàng xóm đâu lại đó, đây quá trời luôn. Mà nuôi mèo ở nhà rã cái là đỡ có chuột. Xử mấy chuột hết. Nhưng mà sợ đôi khi ở dưới bếp này bạn người đi đi đổ đồ ăn với lại đi đi nè, nhiều khi đạp nó cắn. Bởi cũng giật mình đó, nó cắn. Cũng nguy hiểm. Tại bữa giờ ở bên Việt Nam cái chuyện mà chích ngừa này nọ cũng dữ rồi. Chu cha công phu quá ta. Đây đây đây, nước sôi rồi kìa. Ừ ừ. Đâu cái gỗ luôn rồi. Sao hôm bữa em lấy được mà giờ em lấy không được ha? Hả? Bữa em lấy được
Bên đó bà xã mình mới đang nấu canh cá gì á. Giỡn hoài thôi. Thiệt cái này chứ giỡn gì chàng. Nó chừng cái nó đặt ruột trong đó. Thì đặt ruột hôm bữa, nhưng mà hôm bữa thì em lấy được. Hồi mấy con chim giờ này chưa chịu ngủ. Ủa nó kêu, bạn nghe kêu kinh khủng không? Chim nó chào chảo á. Ăn mà mệt quá. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Dạ coi. Sao được chưa? Tỉa thì giống hình cái hình xương cá vậy luôn. Ừ, giống cây thông quá. Em không biết làm gì đâu. Đâu phải là hoa mỹ gì. Ồ, 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 gà mà kia nhảy hổ là kẻ cây ngủ là úng sùm chân kìa. Em sợ nó dính trong cái ruột á, ruột đặc trong á. Đó, 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 đó. Yeah, yeah. Ừ. Hồi gãy cái ngồi cả luôn. Ừ. Ừ. Để trong đi, cái ruột nó dày mà nó đâu sợ thấu bên kia đâu sợ. Thàn 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 thàn. Ngồi nó mình lấy cái lỗi trong ruột nó canh ngọt lắm. À, nãy giờ thu tỉa mấy trái bầu chị đài nói không? Nhìn đẹp chú bộ. Giờ mình để lương vô thôi. Lương thu ướp gia vị rồi bắt đầu mình để vô trái bầu chuẩn bị hấp. Hấp này khoảng bao nhiêu phút thu? Hấp này khoảng bao nhiêu phút? Cái này em độ nghe khoảng 15 phút thì 15 phút. Ừ. Bầu bầu non mà mang chín với lại lương thì khỏi nói rồi, lương mang chín rồi. Dưới cho bầu. Ủa? Rồi, luôn, để phút lương không có hết rồi, hồi nãy đã nói rồi. Hàng lương bự quá mà. Cái bầu nó nhỏ quá, em thấy hang lương bự quá. Em nhét cái đuôi vô tiếp. Ờ chắc đủ mà. Thử sang qua đắp lại. Cái bầu nhỏ nhưng mà lương thì bự hai em đi làm về không hai cái miếng lương thôi thấy nó bự là bằng kino đi làm về không có thấy chỗ thôi cái đó ai đỡ gì không hết thì lấy hai miếng đó để vô cái chén hay gì để ngồi đây bên hông cái dĩa đó thiệt chứ bầu vẫn được cái hơi của cái bầu em để hai cái bầu nó vô cái dĩa xong để hai miếng lương nó để bên hông cái dĩa luôn lương bự quá mà. Chị đời nó không em đi làm về luôn cái bầu nó không hai với bà hồ nhỏ bạn cá cũng qua bự bự mà bự không qua cắt nhỏ ra hả cắt nhỏ nhét vô trời ơi chị đời nổi không cái này cái sửng ở khu ấy rồi này. Bắt lên này. Chuẩn bị mình lấy bầu lên mình để vô mình hấp thôi mình để vô rồi chứ biết chờ đợi chính là chiến đấu. Cái sửng huyền thoại của mẹ mình nó giết mấp méo lum chân quá trời mấy chục năm rồi ba bốn chục năm có à đó chuyên gia ở dưới quê đám tiệc thì phải dùng tới này không nè bánh ít hấp bánh ít chứ lại hồi đó nhà thường làm bánh làm mà ăn như bánh lá chuối rồi bánh quay mì tùm lum chân
Còn bây giờ con cái lớn rồi làm biến. Với lại thời gian giờ không có nhiều nữa. Tại hồi đó dạng mình còn nhỏ mình thích ăn bánh này nọ, giờ con cái lớn lên thì cũng ít thích ăn bánh á. Bởi vì hồi đó còn nhỏ 4-5 năm đứa con mẹ mình nó thường làm bánh ăn. Với lại giờ thời buổi nó tiên tiến hơn, muốn ăn bánh gì cái chạy nghe chợ làm này nọ là có bánh người ta bán sẵn hết. Bánh tét người ta còn nói sẵn bán. Bởi vì bây giờ dưới quê đa số một số hình như phần lớn là vậy, đám tiệc gì đám giỗ này nọ họ cũng tự đi mua bánh tét, bánh ít. Ổi gói. Nhưng nhà mình chắc gói à. Để mình nào tới đám giỗ gì đó rồi mình quay cho bạn xem cách đám giỗ ở dưới miền Tây. Như các bạn nào ở dưới quê thì quá gành nào coi đó thì nói chung cũng thường xuyên biết rồi, nhưng mà cô chú anh chị rồi sống ở nước ngoài này nọ thành thị rồi lâu lâu có dịp về quê đôi khi cũng phải nhớ quê á, nên xem mấy cảnh nó cũng đỡ nhớ. Trời ơi, thằng nhét vô mà còn không vừa. Vừa không? Thôi gì nó quay lại còn hai khúc lương à. Rồi. Hồi mình để bên hông cái dĩa hấp luôn. Chứ đời nói. Nãy giờ hai miếng để riêng ông đó. Cái này miếng này đắp qua cái trái kia đó. Dám lắm. Vậy nó cộng hành mà mình trụng sơ ra để cột nó mới chắc. Nhưng mà nó mình cột bằng sống thì gãy á. Hôm ăn chúa mình bả đang hâm đồ ăn lại. Chuẩn bị ăn cơm. Bếp ga đó thường thường nấu cái nào mà nhanh á mình xài dùng bếp ga đỡ tốn ga. Còn nấu mấy món nào lâu lâu thì dùng bếp củi. Mình trong nhà mình thường là nấu bếp củi, chỉ có hâm đồ ăn thì mới xài dùng tới bếp ga. Bởi vì mình ra xài thì 3 tháng 4 tháng mới hết. Đó, nhìn cũng đẹp quá chứ. Nhưng để ngon hay không thôi chứ còn thấy có vẻ đẹp à. Cuộn nó lại. Bộ chút xíu lắc qua lắc lại. Chứ em không nước ghét mà tắt cái chảo đã khô. Con chế nước vô rồi mà. Nè. Chứ bầu buổi chiều không có bộ. Em cột nhẹ nhẹ thôi, hồi em để cái đó nó nằm phía trên. Nó đâu sợ chảy nước. Chị em đi có bộ bự đâu đi về ghé ngang nghe. Món này bảo đảm bao ngọt rồi. Tại lương nó đã ngọt rồi, thêm cái bầu nữa, nước ra nó mới ngọt ngay luôn. Ủa cái hũ lương mẹ ba không ấy, đồ để đậy lại sao không? Hả, em mới đem vô á. Hồi nãy mẹ bắt lương á. Cũng còn bộ lắm á. Thấy cột có vẻ công phu quá. Ăn cái món nào đơn giản thôi. Trời ơi, tiếc cái cộng hành. Thiệt luôn á, em mua ngò, mua hành em dễ gieo. Bữa nào anh rảnh thì trồng mấy bộ hành chứ hành mua hoài. Hành mình trồng ở nhà đỡ, hành mua nhiều khi ăn cũng nguy hiểm. Giờ thuốc men phân quá trời. Tự trồng ăn mới bảo đảm hơn. Trồng mấy bụi ở trước đó chứ mà thui mình làm món xử quyết hoài xử hết luôn. Anh ăn không? Đừng biết rồi em. Anh cột nhẹ nhẹ thôi, đừng cột nè, mạnh quá đứt. Ngồi mình để vô dĩa, mình để cái phía đó ở trên. Với bà ổn xua rồi thấy mắc cười. Ngàn ngửa trái hôm qua. Bữa hơn trái hôm qua anh nói gì vậy? Trời nói không.
chưa lãnh lương mới mua hai cho bầu bị lớn nữa đó. Chứ bữa nào mà lãnh lương rồi là khoảng 11 tay nha, là thấy cho bầu chập bá lửa liền. Chưa tới 11 tay dạng 8 tay 9 tay là mấy cái đó là thư thử giữ đó, lúc đó là đang cạn kiệt tiền á mà mua cho bầu bị lớn đó đó. Không tới em cuộn luộc cũng được, cuộn kiểu như đừng cho cái hái nó văng ra thôi. Sợ nó bị rớt kìa. Thôi em để lên trên nó đâu có rớt đâu, cái đó ngửa lên trên đó. Mình để vô dĩa đó luôn hả? Ừ. Em lấy khúc lương để mà vô dĩa luôn, em để trong cái dĩa luôn. Còn dư lại hai khúc. Để ở dĩa nhỏ để đi luôn hả? Ừ, em để đại nó đi, nó hái luôn cái hơi có bầu với nước, cái nước bầu hồi luôn, nó chảy ra mê với dĩa cả đống luôn đó, ngọt rồi mấy cái bầu nó bắt đầu mình dễ sửng ra, nước với dĩa nhiều lắm nó chảy ra. Ừ đó, xong em có mua ngò nữa mà phải không? Có mà để vô hết dừa rồi. Bầu nhỏ quá à, trời, nó nhỏ nhỏ chứ nhiều đó, nhà cả nhà gia đình ăn vô tư luôn á, ăn hết hai cái bầu thấy vậy chứ nhiều lắm. Chứ người ta trong chợ người ta không có bán bầu bự rồi giờ sao, nó giờ bắt ăn sửng hết, nó ngồi gí mà phải không? Tại để cho đó, giờ để nó sửng hấp thôi. Chứ để cái này là nó xìu à. Nó vừa không? Em để cái nắp vô cho nó có đụng nắp không? Đội nắp không? Nắp vô lên mà. Cái sửng thấy nó bị trên hay sao? Đó. Vậy chỉ chờ đợi thôi. Nãy giờ từ chiều tới giờ đó. Thấy món này thấy vậy chứ nó cũng đơn công phu lắm, thấy đơn giản chứ thấy làm cũng nhiều công đoạn thiệt chứ. Lâu. Đó, giờ mình chỉ cần chờ đợi thôi. Chắc khoảng 20 phút quá mới chín. Rồi, nãy giờ hấp rồi khoảng 20 phút rồi đó, bây giờ chín rồi đó. Giờ để Thu dở nắp ra rồi lấy xuống, chuẩn bị ăn cơm thôi. Cuốc à. Cuốc à. Mí này học chiều ai cuốc à chiều đời nói không? Bạn mới nghe ông Thu nói gì không? Cuốc à. Thầy ơi trời. Quá tài. Thơm phức ha, khó ngút luôn. Quá thơm quá. Món này ngon này nha. Món này ăn bao ngọt luôn á. Cái này thịt con lươn nó ra rồi thêm cái bầu nữa. Ngọt ngay ngắt ngay con bà bảy luôn. Để ngồi ghí vô. Cái gì? Tháo ra hả? Thờ thị mỹ gớm. Nhìn hấp dẫn quá bạn ơi. Thơm phức luôn á. Quá ngon. Nhìn thấy thèm mà chảy nước miếng. Trái luôn. Ồ, nhìn hấp dẫn mà. Con trái cũng được à. Mới quay nè. Con trái được rồi. Ồ, nhìn thấy ngon lành không? Thơm phức, nực nồng. À, được rồi thôi. Ồ, quá hấp dẫn. Rồi, dọn lên cơm thôi thôi ơi. Nhìn khứa lương nè. Chảy nước miếng liền. Rồi mời cả nhà ăn cơm của gia đình mình nha. Chiều 27 mà anh thấy gì đâu, cũng quên lùi luôn. Chạy lúc con đi về cũng đang vui luôn.
mở mấy người đây. Ngon không? Thử thử luôn. Ngon rồi đó con. Bầu nó to mà. Để đậu nó không ngọt. Lên hấp bầu. Ông có bởi. Không biết đâu. Ừ, xong. Nếu sao mà không có giả một người nóng cao chứ sao. Thế giờ là cái là chúng ta đậu. Không tối cái gì đó. Cái gì? Không tối gì nào nóng cao nữa. Thì không tối nhà này, nhà khác. Thế giờ đó, giờ nó bông, giờ nó Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà xem video khỏe nha. Mà món này công nhận ngon thiệt, ngon ngay à.